Trưởng môn nam hình đạo bất ngờ bị diễn đàn võ thuật tại Thái Lan gọi là cao thủ ngoài hành tinh. Rất nhiều người hâm mộ võ thuật ở Thái Lan đã bình luận về những màn công phu ảo diệu của môn phái nam hình đạo tại Việt Nam. Đoạn clip trưởng môn nam hình đạo Huỳnh Tuấn Kiệt thi triển võ truyền điện đã làm dậy sóng mạng xã hội tại Thái Lan. Fanpage Kuras Mây Thái bất ngờ đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh trưởng môn nam hình đạo Huỳnh Tuấn Kiệt thi triển võ truyền điện, cùng với đó là chú thích mang hàm ý chế giễu: đây là cao thủ võ công ngoài hành tinh, ông ấy nên trở về Việt Nam. Bài đăng lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng Thái Lan. Phần lớn ý kiến cho rằng võ công của trưởng môn nam hình đạo chỉ là trò lừa bịp, những cú đấm của ông ta có thể ngưng động thời gian, đúng là thứ võ công của người ngoài hành tinh, người bình thường không thể làm như vậy được. Tôi nghĩ ông ta nên sang Thái Lan để biết thế nào là võ thuật thực sự. Một chi tiết đáng chú ý nữa là đoạn video này còn có cả phụ đề bằng tiếng Trung và được đăng tải trên các trang mạng xã hội ở Trung Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên võ truyền điện của trưởng môn nam hình đạo bị truyền thông quốc tế chế giễu. Trước đó, tờ Sohu từng dùng hình ảnh của võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt trong bài báo vạch trần những ngụy võ sư ở Trung Quốc. Giống như những video được lan truyền từ trước đây của môn phái nam hình đạo, thì trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt gây chú ý bằng những màn võ truyền điện. Điều này đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ võ thuật ở Thái Lan. Minh chứng là chỉ sau khoảng một ngày đã có rất nhiều cổ động viên để lại lời bình luận với hàm ý chế giễu màn biểu diễn võ công của trưởng môn này. Đây rõ ràng là phong cách võ thuật của người ngoài hành tinh, người bình thường không thể có được kỹ năng siêu phàm tới vậy. Một người hâm mộ tại Thái Lan bình luận rằng: mọi người có thể cung cấp video về vị võ sư này chiến đấu với một võ sĩ khác để tất cả cùng chiêm ngưỡng hay không? Nếu đấu với một võ sĩ Mây Thái thì càng tuyệt vời hơn. Một ý kiến khác bình luận: chắc chắn ông ấy sẽ là nhà vô địch bất khả chiến bại nếu thi đấu trên võ đài. Tôi nghĩ đây là hình ảnh của một bộ phim nào đó, không phải ở ngoài đời thực. Một ý kiến khác bình luận về công phu của nam hình đạo: ông ấy nên sang Thái Lan, khi đó ông ấy sẽ hiểu đâu mới là võ công thực sự. Đệ tử của phái truyền điện là võ sĩ MMA bất bại tại Việt Nam. Nam hình đạo là môn phái võ thuật nổi tiếng với công phu truyền điện. Võ sĩ MMA Trần Công Lộc từng theo học môn phái này. Trước đây, trong các video được lan truyền của môn phái nam hình đạo thì trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt gây chú ý bằng những màn võ truyền điện. Điều này đã gây sự thu hút chú ý quan tâm rất lớn từ người hâm mộ võ thuật ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, thay vì ngưỡng mộ thì nhiều người lại tỏ thái độ nghi ngờ và cho rằng đây là môn phái bị bợm. Thế nhưng có vẻ nam hình đạo vẫn đào tạo ra những đệ tử tài năng. Ví dụ điển hình là Trần Quang Lộc, võ sĩ MMA đầu tiên của Việt Nam thi đấu chuyên nghiệp. Thậm chí Trần Quang Lộc có một sự nghiệp rất thành công. Anh là võ sĩ người Đồng Nai, sinh năm 1989, chơi ở hạng lông, nghiệp dư dưới 65,8 kg. Những năm qua anh đánh đâu thắng đó và không tìm thấy đối thủ nào xứng tầm trong nước. Với lần vươn ra biển lớn thi đấu ở sự kiện Warrior FC Malaysia năm 2016, Trần Quang Lộc trở thành võ sĩ đầu tiên của Việt Nam tham dự một giải đấu MMA ở nước ngoài và sẽ trở thành tay đấm MMA chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam. Hiện tại võ sĩ này đang sở hữu thành tích là 4 trận toàn thắng trước khi bước sang sự nghiệp MMA. Trần Quang Lộc từng theo học hai môn phái là Liên Phong Quyền và Nam Hình Đạo. Có một thời gian, võ sĩ được mệnh danh là Quái Vật Da Nâu từng là ngôi sao sáng giá nhất ở lò MMA của Johnny Chí Nguyễn sáng lập. Hiện tại Trần Quang Lộc vẫn là thành viên của võ đường Liên Phong của Johnny Chí Nguyễn. Nói về võ sĩ gốc Đồng Nai này, vì theo nghiệp MMA nên anh tập rất nhiều môn phái khác nhau. Song điều đặc sắc nhất chính là sự chắt lọc của hai môn phái cổ truyền nổi tiếng khu vực phía Nam là Liên Phong Quyền và Nam Hình Đạo. Có thể thấy Nam Hình Đạo không phải là một môn phái biểu diễn như nhiều người nhìn nhận. We'll be right back.